Huấn luyện viên Andre Raheen nếu tính toán đã dẫn đầu rát việc mùa 3. Huấn luyện viên Andre Raheen dù về cuối ở vòng đối đầu rát việc mùa 3 nhưng anh khẳng định không xui mà là không tính toán. Kết thúc tập 10, đội hình 4 team chính thức hoàn thiện. Huấn luyện viên Thái VG dẫn đầu với 347 điểm. Huấn luyện viên Big Daddy theo sau với số điểm sát sao 344 điểm. Kế đó là huấn luyện viên B-Ray cùng 336 điểm. Về sau cùng là huấn luyện viên Andre Raheen 328 điểm. Huấn luyện viên Andre Raheen nhận định Mùa 3 này, các huấn luyện viên phải đấu trí với nhau, phải tính toán rất nhiều để có lợi, để có lợi thế đưa thí sinh của mình vào chung kết. Huấn luyện viên Big Daddy nhận định, format mới này khiến anh phải suy nghĩ nhiều về cách sắp xếp các thí sinh. MC Trấn Thành nhận định, huấn luyện viên Andre Raihen có phần không may mắn khi về cuối trong vòng đối đầu. Tuy nhiên, huấn luyện viên này không nghĩ như vậy, nam rapper Emil nói, không tính toán chứ không phải xui, tính toán thì đã về nhất rồi, chọn đi lâu là về nhất thật. Huấn luyện viên Birey thể hiện sự đồng cảm khi nam rapper này cũng chỉ xếp trên huấn luyện viên Andre Rahen đúng một bậc. Sau đó, rapper con trai cưng cũng có những tính toán của riêng mình khi xếp bảng đấu. Huấn luyện viên Andre Rahen đã có một vòng đối đầu ở rap Việt được nhiều khán giả đánh giá là thành công khi vừa thực hiện được những toan tính của mình, vừa cho thấy khả năng huấn luyện tốt. Ngay khi bốn phần trình diện lên sóng, huấn luyện viên Andre Andre nhận về nhiều lời khen từ khán giả trong cách huấn luyện. Chính giám khảo Just Tati cũng khẳng định anh rất yên tâm khi để lứa trẻ vào tay của nam huấn luyện viên. Trước đó, ở vòng 83, huấn luyện viên Andre Rahen quyết định chọn Richie IC vào vòng trong và đi lâu để lại, trong khi đi lâu nhận được số điểm cao do khán giả bình chọn. Và sau đó, huấn luyện viên Birey đã tung nón vàng để cứu đi lâu về đội của mình, đồng thời cũng nhận xét rằng huấn luyện viên Andre Raiken đã không giúp đi lâu phát huy được hết khả năng của mình. Trước việc huấn luyện viên Biray cứu đi lâu về đội, huấn luyện viên Andre Raiken khẳng định bản thân không bất ngờ khi đi lâu nhận được chiếc nón vàng. Trình độ của đi lâu chắc chắn sẽ được một trong ba người cứu, Nam Vap nói. Đồng thời, Andre cũng đang rất nóng lòng để chờ xem Biray làm được gì với đi lâu. Nhiều khán giả liệt kê bảng A, bảng D và bảng F là ba bảng đấu gây sốc. Ở bảng A, thành viên đội của lực viên Thái VG là Mike Lodic sẽ phải đấu với ba chiếc nón vàng ở vòng đối đầu, lần lượt là Dilo, Double Tutti và Hydra. Trong khi đó, với bảng D, người một nhà Minh Lai Liu Grace sẽ đối đầu nhau như nguyện vọng của huấn viên Thái VG. Một thí sinh mạnh của đội huấn luyện viên Big Daddy là Hurricane cũng sẽ xuất hiện trong bảng đấu này. Căng thẳng nhất chắc chắn sẽ là bảng F, nơi tinh hoa hội tụ với các chủ lực SMO, đội huấn luyện viên Andre Rahen, Hai Tư đội huấn luyện viên Birey và Pháp Kiểu, đội huấn luyện viên Big Daddy. Ngoài ra, tội của đội huấn luyện viên Thái VG chưa bao giờ là một đối thủ yếu.